Bao nhiêu ký vậy em gái? Không bán đâu, cho coi thôi. Ờ, bán rẻ đi. Hai em, bữa nay mình sẽ làm gì đây? Ờ, bữa nay em tính đi thu hoạch cải xà xẩy á, tại vì thấy nó lớn quá rồi. À, anh thấy nó quá lớn luôn á, mình hái vô mình làm cải chua ăn chắc rất là ngon luôn. Dạ, với lại bữa mình ươm một mớ á, thì mình trồng trở xuống ở chỗ đó luôn. Ờ, bữa nay vậy mình làm hai công việc không? Thu dạ. Hoạch cải xanh, cải xà xẩy không? Dạ, trồng cải xà xẩy xuống luôn. Ok, thôi mình bắt đầu đây. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay các bạn thấy mình giống cô nông dân miệt vườn chính gốc ha. Bác nông dân. Thì hôm nay mình dự định sẽ vào trong vườn để thu hoạch cải xà xẩy các bạn. Và trồng một ít cải xà xẩy này xuống ha. Wow. Tặng mình không có bị tốn thời gian. Cái này mình ươm tại nhà nó cũng tốt quá ha. Cái hộp này thì mình mua ở trên eBay đó các bạn. Mà không biết là có đúng cải xà xẩy không ha. Nhưng mà nhìn rất là tốt luôn. Ok, mình vô mình bắt đầu công việc đi bữa nay. Đây là cái cải lạng thì ông xã mình đã thu hoạch rồi. Thì mình sẽ thu hoạch cải xà xẩy các bạn. Đó. Thì mình thấy nó vẫn chưa có cái bắp. Nhưng mà mình không biết là cái loại này nó có cái bắp hay không. Thì mình không biết, tại nhầm khi mình mua cái loại rồi nó lai đó thì nó cũng không có bắp đâu ha. Nhưng mình thấy cái bẹ nó rất là to, nhưng mà cái lá bắt đầu màu vàng rồi. Cho nên mình phải thu hoạch thôi. Chắc cái loại này nó không có cái bắp như ở bên Việt Nam mình quá ha. Dạ, thì tại vì trồng nó không có đúng cái loại đó anh. Nè, đây nè các bạn. Nhưng mà cái bẹ nó rất là lớn không? Dạ, cái bẹ này thì nó lớn, mình làm chua rất là ngon. Nhưng mà ngoài chợ nhầm khi nó bán nó cũng không có cái bắp đâu các bạn. Nhưng mà thì thôi, nè, có cái lá bắt đầu vàng rồi ha. Em coi bên đây đi, em giật ra đi. Đây. Wow. Thì hôm bữa nó chật quá cho nên mình bẻ mất cái lá ở ngoài đó, chứ nó to lắm. Em giật ra cái giữa luôn đây, cái trong cái giữa nó coi có thấy cái này hả? Nè, nó vẫn không có cái nòng. Không có cái nồi. Hay là cái nòng nó vậy đó. Không, cái này phải cái nồng nó tròn giống như cái này nè anh à. Ồ, vậy hả? Dạ. Thì bữa nay thì mình thu hoạch nó thì chỉ có 12 cây thôi à, nhưng mà mình nghĩ cũng nhiều lắm á. Đây em hái ha. Đây, em nhìn lên coi có giống nông dân không? Wow. Chính gốc luôn phải không các bạn? Nông dân thu hoạch cải tài sĩ không? Ủa, cái gốc của nó to lắm á. Cái này mình hái xong không? Cái mình lấy cái rễ lên. Đây. Mình làm đất cho nó bằng lại cái mình trồng cái khác không? Rồi các bạn. Wow. Em để sát vô, giống nông dân không? Wow, quá trời bự luôn, bự hơn cái mặt của em này. Đây là các bạn, ý là nó chưa có cái nồi ở trong ha, nếu mà nó có không bự dữ nữa. Thấy ham quá, mình thích nhất trồng cải này các bạn. Cái thao của em nhỏ quá, cây ở vừa hoa để đã ngoài đất đi. Nè. Wow, cái này quá trời bự nè. Lá luôn, nó non trèo à các bạn, không có bị sâu cái lá đâu nha. Đặc biệt mình trồng trong nhà kính thì mình thích vậy, nó không anh có nghĩ bị... cái này nó vậy là đúng này em ơi. Ở trong chắc nó vậy à. Ờ, cái loại này nó vậy nhưng mà thật sự đúng ra thì phải có cái nồi, em nghĩ cái này nó lai thôi. Nhà mình năm nào cũng vậy á, trồng mấy đợt cải này các bạn, xong rồi mình làm chua đó. Cái mình bỏ tủ lạnh mình ăn dần tới mùa đông ha. Cái cuối gần mùa đông cái mình làm một cái nữa, cái mình làm cho nó Tết mùa xuân cho chờ Tết ăn không? Dạ. Tại vì mình làm chua mình để được rất là lâu ha. Cũng như các bạn xem video của mình thấy mấy cái mình làm chua đó. Để rất là lâu luôn. Nè. Cây này thì nó hơi bé. Quá chừng luôn rồi. Nó bé bé nhưng mà nó rất là to. Trời ơi, nó non chèo anh à. Ôi, muốn phê với các bạn luôn nè, đây là cái thảo đó. Nè. Đây các bạn. Thấy ham không nè. Nó thành cái bắp rồi nè. Là ít bữa mình sẽ làm kim chi luôn. Cái bắp đó, mấy cái lá đó em hái từ từ cũng được không? Nếu mà mình cần giống như mình nhúng lẩu á các bạn. Khi nào mình muốn nhúng lẩu mà mình không muốn mua đó. Wow, thì mình cái đó ra mình bẻ. Bự quá ha. Đây, hồi đó nó ăn chèo luôn á các bạn. Giòn. Giòn rụm à. Để mình cắt cái... Cái cây này nó tươi ngon quá nè. Rồi, để coi giống nông dân không? Xác cho coi. Giống quá. Ái xả giống như cái bông luôn á, quá trời nhiều rồi. Wow. Đây. Này có 12 cây á không? Dạ. Nhưng mà hồi đó mình trồng nó hơi chật các bạn, nếu mà để cho nó rộng rộng ra chắc cái cây nó rất là ngon. Tại vì hôm bữa ông xã mình nói chung cũng tiếc đất, với là cũng không có nghĩ nó to như vậy á. Em bước lên đất đại đi. Tại trong chút mình cũng phải xới để trồng phải không? Coi chừng đất á, nó chạy qua mấy cái cây xà lách đó em. Ok.
đất nó chui vô trong cái làm cái cây cái lá nó bị lủng lỗ không. Ở đây mình trồng đây anh thấy nó đặc biệt là năm này á nó không có bị lủng lỗ không. Hồi tại vì ở trong đây nó không có chắc cái con sâu hay gì nó vô đây ha. Ừ. Bướm rồi các bạn nó không có vô đó. Dạ, hồi đó mình trồng ở ngoài trời quá trời à. Quá trời sâu luôn, nó cắn lủng lỗ hết nè. Nè. Đặc biệt là cái cải thảo đó. Ừ. Nó cắn lủng luôn, nó chui vô múc ở trong luôn á. Cái cải thảo chắc con sâu nó thích ăn lắm. Cải xanh á, cải tài sĩ này thì nó ít hơn tại vì chắc nó không thích cái nồng nồng á, nó không dám ăn. Đó. Ờ dạ. Ai nực quá. Wow. Đây. Dơ lên luôn. Wow, quá trời đã luôn. Đây, đây mình trồng hái xong rồi còn một hàng đất á, lát mình sẽ trồng lại. Mình sẽ trồng lại hai hàng cải tài sĩ lại luôn các bạn. Ừ. Còn cái cải bên đây là cải tí hon quá. Thấy nó lên cao quá. Tí hon thì trồng đây hơi bị thất bại. Ừ. Tại vì nó bự quá. Ừ. Mà nó lại, ảnh trồng nó bên ngoài vậy nó chón với cái cây của mình ha. Có khi nào nó lớn cao lên nó đụng nóc nhà không ta? Khó nói lắm rồi nha. Nếu mà nó đụng thì mình cứ nâng cái nhà kính lên cao lên chút. Ừ. Đó, quá trời luôn. Quá trời không? Chắc này em đi ra đi vô chắc ba chuyến mới hết quá. Hay là muốn xe truck lại chở nè, đây mới con nữa. Ok, mình đi ra ngoài đi rồi mình anh sẽ phụ làm đất không. Ok các bạn, bây giờ thì bà xã mình làm đất không, lấy mấy cái rễ của cái cây ấy tài xị nãy mình vừa mới cắt á, mình lấy lên mình bỏ vô cái thùng này nè, rồi mình làm cái đất cho nó xốp lại, mình sẽ trồng mấy cái cây cải tài xị con xuống đến đây không. Là hy vọng trong vòng khoảng 3 tuần nữa mình sẽ được thu hoạch nữa. Cái này chắc khoảng 3 tuần á nhỉ, 3 tuần mấy nhỉ không? Chắc khoảng 3 tuần, 4 tuần thì chắc ăn hơn. Ừ. Mà lúc này tại vì trời nắng á, nó rất là thuận tiện cho cái việc nó phát triển không? Cho nên nó sẽ nhanh hơn nữa. Ừ, thì cái này nó chịu nắng các bạn, cho nên ở trong nhà kính mà ấm ấm mà nắng ẩm gì thì nó lên rất là tốt ha. Đây, bà xã mình làm đất nó xốp như vậy không? Nó tươi ra không? Mà nó có nhiều ra cái cây cỏ quá em. Thì cái khi mà rau mọc tốt thì cỏ nó cũng tốt luôn các bạn. Ừ. Nhưng mà mình phải làm cho nó chết đi không? Chứ để nó dành thức ăn mấy cái cây mình trồng xuống hết không? Nè, cái đất của mình nó cũng rất là xốp luôn á. Ừ. Nè các bạn, hôm bữa mình cứ sợ nó không có lên á, cho nên mình bỏ 3-4 hộp vô trong một cái chậu. Nhưng mà nó lên rất là đều luôn, cho nên bây giờ mình phải chiết ra không sao? Ừ, cái này là phải trồng từ cây không? Chứ nếu mà trồng 2-3 cây vô gần nhau á, thì nó sẽ dành chỗ không? Dạ nó... thì nó không có lớn á. Ừ. Cho nên mình cho nó cái khoảng trống nó có thể nó phát triển không? Mình gò bó nó sẽ không phát triển tốt. Thì cái này mình phải trồng rất là thưa các bạn. Sát vô cái cây salad bên đây đi em. Đây hả? Ừ. Tại như khi mà nói cái salad đó mình thu hoạch nó sẽ thu hoạch rồi phải không? Đó các bạn. Trồng ngay không? Như thấy anh trồng cái carrot ở ngoài không? Nó ngay băng như trời ơi, cứ khoe hoài. Như cái đường lên xuống của máy bay vậy. Trời. Đây, mình đã được bắt cái cầu các bạn, mình trồng hai bên. Ừ. Mình cứ lấy cái đường cây rầy của cái cây đó mình cứ tiến tới ha. Đó. Đó nó sẽ ngay thôi. Lựa mấy cây nào bự trồng em. Dạ. Wow, ở trong đây này nó nóng ghê quá. Bữa nay nó rất là nóng luôn á. Bữa nay trời không có một miếng gió luôn. Ừ, cũng hơi hơi à, nhưng mà tại trong đây nó rất là hầm các bạn. Ừ. Mà mấy cái cây mà nó hầm mà nó ẩm như vậy á nó rất là tốt các bạn. Không phải là nắng đâu, cần nắng ít thôi. Nhiều cây thì nó cần nắng nhưng mà đa số mấy cái cây này nó chỉ cần nắng ít ít thôi không? Đủ nắng thôi nhưng mà cái độ ẩm nó cao á thì cây nó sẽ rất là tốt luôn. Mình thấy nó vậy, nhất là mấy cái cây mồng tươi hay là mấy cái cây của Việt Nam mình á. Rau cải của Việt Nam mình á, nó thích cái độ ẩm nhiều. Mà tất nhiên là cái độ ấm nữa. Ok, mình cố gắng mình test ra làm hai. Em đừng có cầm sát nó đứt rễ, cứ em cứ để nó xa xa cái tét nó ra. Ừ.
Hai cây này dính lẹo rồi, chắc phải bỏ mất cây đúng không? Một cây à, một cây một lỗ. Cũng như cây lúa vậy á, một cái lúa là kêu cây nhiều quá này ta. Cây nọc, một nọc là một cọng lúa. Một cây mạ. Em sao là 6 cây đo là đủ không? À, em cứ trồng đại nè, không biết nữa. Chứ nó dò vô tới trong là nó hình như hồi đó anh chừng cái hơn cái gan của anh chút à, được. Đó. Em cứ lựa mấy cái cây nào bự trồng đi. Ngay lại xích ra ngoài đây chút. Ở đâu? Ngoài anh đó phải không? Ừ. Đó các bạn, đó. Mình thấy trồng cái này là tiện nhất luôn á. Ừ. Lựa cây nào bự trồng em. Hai, canh em để trước cũng được 6 cây một hàng. Này ba. 3 4 5 6 đủ rồi. Ok. Hình như cái hai cây ngoài sát vô ra trong anh chút. Nó mới vừa. Vừa. Cái này mà có gắn máy lạnh đây chắc ngon ha. Gắn máy lạnh luôn đi. Gắn máy lạnh thì cho người các bạn. À, mình làm cái cây cho nó ấm áp đầy độ ẩm nóng cho cái cây nó thích, còn nhưng mà mình vô đây thì mình rất là mệt không? Cho nên gắn máy lạnh. À, nói chung á, khi mình vô đây á mà nó ẩm về mình đổ mồ hôi thì ở xứ lạnh này á, khi mà đổ mồ hôi thì rất là hiếm luôn á. Cho nên là mình vô đây là giống như tập thể dục luôn. Ừ. Ở đây đổ mồ hôi là phải đi tập thể dục các bạn. Mà ngồi không hay là ở nhà mà đi ra đi vô uống cà phê thì nó không có đời nào mà nó chảy mồ hôi hết. Cái bự em, nhiều cái bự ngoài đây, ở trong nhiều cái đó được, còn ở trong dĩ nó có nhiều cái bự nè. Tại mình đâu có nhiều chỗ mình trồng. Không thể đem ra ngoài trồng thêm mấy cái chỗ trống ở ngoài đi. Ok. Rồi, bà xã mình đã trồng xong rồi các bạn. 12 cây tài sậy không? Thôi em dở giùm anh cái cây đó ra luôn đi, để xem coi nè, em trồng nó ngay cỡ nào. Phải không? Ngay không? Wow, cũng... cũng ngay ngắn á. Thôi này cho điểm à. Cái cây cà rốt của anh thì điểm 9.5 không? Cái này chắc 7.5. Chứ. Cũng tạm được. Wow. Cái này 4 tuần nữa không? Dạ 4 tuần nữa chắc có thể có thu hoạch. Mà mình ương quá thì nhiều bây giờ không trồng hết nè các bạn. Rồi mình ra ngoài sân coi chỗ nào trống mình cứ nhét không? Dạ. Wow. Quá trời cải luôn. Chỉ có 12 cái cây cải tài sậy đó các bạn. Đây là thành quả thu hoạch của ngày hôm nay ha. Bữa nay thì vợ chồng mình thu hoạch được một ít cải tài sậy nè các bạn. Mà mình bày bán như thế này giống như bày bán trong mấy cái chợ trồng hổm ở Việt Nam ha. Bao nhiêu ký vậy em gái? Không bán đâu, cho coi thôi. Ừ, bán rẻ đi. Thì hôm nay vợ chồng mình chỉ thu hoạch được một ít cải với lại trồng được một ít cải tài sậy ha. Rồi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thích xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào. Bye bye các bạn. Có ai muốn ăn cải không? Mua cải gì làm chua đi. Ồ, có anh nè. Thấy ham luôn á. Wow.